Ngày 26 tháng 5, nguồn tin từ Công an tỉnh Bình Phước cho biết, 22 giờ ngày 25 tháng 5, Trung tâm Giám định Pháp y Trung ương tại thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Công an tỉnh, Công an huyện Bù Đăng đã hoàn tất việc giám định pháp y đối với trường hợp anh Nguyễn Tấn Dương, 27 tuổi, ngụ thôn 3, xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng, tử vong chưa rõ nguyên nhân. Thông tin ban đầu từ bà Nguyễn Thị Nhân, là mẹ của nạn nhân cho biết, sáng ngày 25 tháng 5, anh Dương đi làm và chiều về ăn cơm cùng gia đình. Sau khi ăn cơm xong, anh rời khỏi nhà nhưng đến khuya không thấy về. Vợ anh là chị Quyên gọi điện nhưng không thấy anh Dương trả lời nên mở định vị thì biết anh Dương đang ở cơ quan công an huyện Bù Đăng. Chị Quyên vội vàng chạy lên công an huyện Bù Đăng thì không nhận được thông tin gì. Xác định lại định vị điện thoại thì phát hiện anh Dương đang ở trung tâm y tế huyện Bù Đăng. Đến nơi thì chị nhận được tin chồng đã tử vong khoảng 8 giờ sáng cùng ngày. Trước cái chết bí ẩn của chồng mình, lúc đầu chị Quyên đã từ chối nhận thi thể chồng mình vì quá bức xúc. Nhưng sau thời gian làm việc, đến khoảng 1 giờ ngày 26 tháng 5, gia đình chị Quyên mới đồng ý đưa thi thể anh Dương về để mai táng. Sáng ngày 26 tháng 5, Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An cho biết, tại công ty trách nhiệm hữu hạn Châu Tiến, đơn vị chuyên kinh doanh sản xuất bột đá, có 33 lao động làm việc tại đây. Đóng tại khu kinh tế Đông Nam, huyện Nghi Lộc, có 8 công nhân bị bệnh bụi phổi, trong đó có 3 người đã tử vong, một người đang phải thở oxy, số còn lại phải rửa phổi và phẫu thuật, sức khỏe suy giảm. Ngay sau khi nhận được báo cáo của Ủy ban Nhân dân huyện Nghi Lộc về vụ việc, Ban Quản lý Khu Kinh tế Đông Nam đã báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh để thành lập đoàn kiểm tra liên ngành nhằm kiểm tra, đồng thời điều tra bệnh nghề nghiệp về môi trường lao động, quan trắc môi trường lao động. Sáng ngày 26 tháng 5, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Thiên Lộc, huyện Căn Lộc, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, khoảng 2 giờ ngày 26 tháng 5, tại khu vực km 9+600, tuyến đường DT548, thuộc địa bàn xã Thiên Lộc, huyện Căn Lộc, xe ô tô do anh Đê, 36 tuổi, trú tại huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh điều khiển bị mất lái lao xuống hồ nước sâu khoảng 2,5 mét. Trên xe thời điểm đó còn có 4 người, độ tuổi lần lượt 33, 36, 42 và 46 tuổi, cùng trú tại huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh và một người 34 tuổi chưa rõ hộ khẩu thường trú. Hậu quả hai người ngồi trên xe tử vong. Ngay sau khi nhận tin báo, các lực lượng chức năng đến hiện trường cứu hộ cứu nạn và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Ngày 26 tháng 5, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ BC07 Công an thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công an quận Tân Phú đang điều tra làm rõ vụ cháy nhà dân khiến một người chết và một người bị bỏng. Trước đó khoảng 2 giờ 45 cùng ngày, căn nhà trong con hẻm đường Tô Hiệu, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh bốc cháy. Nhận tin, phòng BC07 đã điều động 7 xe chữa cháy, cán bộ chiến sĩ có mặt chữa cháy. Đến 3 giờ 18 phút cùng ngày, vụ cháy được dập tắt. Vụ cháy khiến ông C, sinh năm 1958, tử vong. Bà N, sinh năm 1963, bị bỏng, được đưa vào bệnh viện cấp cứu điều trị. Nhiều tài sản bị thiêu rụi. Ngày 26 tháng 5, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Quảng Sơn, huyện Đắk Long, tỉnh Đắk Nông xác nhận, cơ quan công an đang xác minh điều tra một giáo viên của trường Trung học Phổ thông Lê Duẩn, xã Quảng Sơn, bị hành hung tại nhà riêng vào tối ngày 25 tháng 5. Nạn nhân là cô giáo Vũ Thị Kim Quy, còn người hành hung cô giáo được xác định là ông Dê, phụ huynh của một học sinh trường Trung học Phổ thông Lê Duẩn. Trước đó, khoảng 18 giờ 30 ngày 25 tháng 5, cô Quy cùng hai con đang ở nhà riêng tại thôn 2, xã Quảng Sơn, thì ông Dê xông vào nhà chửi bới và đánh đập khiến cô bị chấn thương, chảy máu mũi. Cô Quy cho biết, trước đó, hội đồng nhà trường họp lần 2 và thống nhất xếp loại hạnh kiểm trung bình học kỳ 2 và trung bình cả năm học đối với con của ông Dê. Do học sinh này có hành vi lăng mạ xúc phạm giáo viên, nhưng ông Dê cho rằng việc con mình bị xếp loại trung bình là do giáo viên nên đã đến nhà hành hung cô. Bệnh viện Trưng Vương cho biết vừa cắt trọn khối u màng não to gần bằng quả lựu cho nữ bệnh nhân 68 tuổi, ngụ thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng lừ đừ, đau đầu, mệt. Qua khai thác bệnh sử, người nhà cho biết đã có triệu chứng trên kéo dài nhiều năm. Người nhà cho biết khởi đầu bệnh nhân chỉ đau đầu, mệt mỏi kéo dài, được người nhà đưa đến bệnh viện dùng thuốc bớt đau, khỏe rồi về.
Lần này bệnh nhân không chỉ đau đầu mà còn thấy mệt, yếu nửa người bên trái, lừ đừ, tiếp xúc kém. Bệnh nhân sau đó được làm xét nghiệm tiền phẫu để lên kế hoạch phẫu thuật lấy u. Tuy nhiên trong quá trình chuẩn bị, các bác sĩ phát hiện bệnh nhân mắc bệnh lý mạch vành nên phải được hội chẩn trở lại bởi các bác sĩ chuyên khoa tim mạch. Ca mổ còn phức tạp ở chỗ, trước khi phẫu thuật, các bác sĩ đánh giá khối u màng não có quá nhiều mạch máu nuôi nên phải hội ý với bác sĩ chuyên khoa can thiệp nội mạch. Việc tắc mạch nuôi u để hạn chế máu chảy khi phẫu thuật đã được tiến hành. Bệnh nhân sau đó đã được phẫu thuật lấy toàn bộ và hiện đã hồi phục tỉnh táo, hết yếu liệt, sinh hoạt bình thường. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy PC04 Công an tỉnh Bình Dương cho biết vào khoảng 20 giờ ngày 23 tháng 5, lực lượng chức năng phát hiện L, 24 tuổi, ngụ thành phố Thủ Dầu Một đang bán một bình khí cười N2O cho một đối tượng với giá 1,3 triệu đồng. Kiểm tra kiosk của đối tượng trên, công an thu giữ thêm 7 bình khí cười, trong đó có 6 bình đã qua sử dụng. Khoảng 0 giờ ngày 25 tháng 5, phòng PC04 phối hợp với công an thành phố Thủ Dầu Một kiểm tra một kho hàng tại khu phố 1, phường Phú Mỹ, thành phố Thủ Dầu Một. D, 25 tuổi, ngụ phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một làm chủ và phát hiện 71 bình khí cười loại 2,5 kg, 61 bình loại 20 kg, 26 vỏ bình khí cười các loại, một máy sang chiết khí và nhiều tang vật có liên quan. Mỗi đêm, các đối tượng cung cấp từ 10 đến 20 bình khí cười cho các chủ quán bar, karaoke trên địa bàn tỉnh Bình Dương và thu lợi bất chính số tiền lớn.